Chiều anh ơi nghe đàn con cứ hỏi cha hoài, coi lòng em đau nhưng giờ em biết sống sao. Tôi nghe em kêu em ra bờ đêm cứ ngó cha hoài, cứ ngó cha hoài em xót xa lòng khi đứng nhìn con ơi. Thằng em lo được chỉ tội cho đàn con ha, thằng em lo được chỉ tội cho đàn em lo được chấm kéo nhàng con. Chồng đằng xa giờ chồng ở đâu, ở đằng sau lưng ra bao giờ nhớ mẹ con. Anh có khi nào thấy lòng anh đau, thấy lòng khi giờ nhớ mẹ con em. Anh có khi nào thấy lòng anh đau, thấy lòng anh đau. Hay quá. Chị ơi, của anh lòng vòng. Sau khi chị hát xong TikTok mới nhắn tin cho em. Anh Hùng ơi, hát xong chưa anh? Sao đợt có tiếng tăng anh ơi. Đau lòng. Ok mọi người ơi, sau khi chúng ta được là lắng nghe ca sĩ số 1 của Đông Nam Á, tuổi đang lên mà tên chưa có, lắng nghe ca. Tôi lát nữa hát xong bạn ơi, TikTok mới nhắn tin cho mình. Cảm ơn nha. Đúng là thành viên thứ 5 cùng thành viên thứ 5 của Blackpink. Khác biệt hẳn. Đây. Thôi thôi, không, nhầm lắm, nhầm lắm. Nhầm tiếp. Chốt đơn mọi người ơi. Hay chốt đơn thật nhiều. Và đầy nhiều đơn. Cả nhà nhớ chốt đơn nha. Bài nữa nha. Ca sĩ. Nếu mà anh có thương thì anh nhớ thật lòng. Ê, một bài hát đi. Ủa, má. Ca sĩ gì nhiều ngộ vậy má. Ca sĩ. Ca sĩ của bạn hôm nay là được 4 tỷ. Không thấy không? Cảm ơn. À, 4 tỷ. Không chi số. À, cho bài gì? Ô, hôm bữa tôi cáo về phố ca bài gì không ông? Từng nói. Yêu. Bài từng yêu. Bài tìm. Bài tìm karaoke joy. Đó. Người đàn ông đang đi. Đó đó, đó cái thứ hai đó, cái thứ hai đó. Ờ. Đó. Có đơn nào. Yêu nè. Rồi chết rồi mọi người ơi, hôm nay tôi giới thiệu nó là thành viên thứ 5 debut gái. Cái tưởng thật từ nãy giờ nó ngồi nó hát liên tục như thế này thì chết thôi. TikTok đang nhắn tin hỏi anh ơi hát nãy giờ xong chưa, gần 22 giờ rồi và sao đơn không tăng. Anh để cho ca sĩ thứ 5 đứng ra chiếm cho bot like như hôm nay thì chết. Bao nhiêu bot chơi áp dụng cho TikTok shop mà bây giờ anh không vào trong giỏ hàng để mà chốt đơn. Anh để cái sân khấu này cho thành viên thứ 5 của Blackpink đứng ra mà như thế này thì chết tụi em. Trời ơi chết tôi mất mọi người ơi. Ký ức nào đẹp hơn những ngày ta bắt đầu, có đớn đau nào hơn những chia sao. Ký ức nào hơn ngày sao, đắng cay nào những ngày qua mau. Đang nhớ người yêu cũ đây mọi người. Người đàn ông đang đi bên em là người như thế nào. Nó bê đê mẹ rồi.
và người ta không yêu thương em. Anh biết phải làm sao? Kệ cha ra đi. Nếu muốn ngay người ấy vội vàng, em đừng cần những thứ cao sang. Nếu sau đây còn ra đi vội vàng, anh vẫn chờ em sau một mai. Biết em hơn người ấy đã thật nhiều. Thành viên thứ năm. Em hỏi lòng anh có bao nhiêu? Trái tim em giờ đã quên luôn chiều. Xin đừng quên ta đã từng yêu. Lisa, Lisa, Lisa. Trời hay quá mọi người ơi, thành viên thứ năm của chúng ta tuyệt vời quá. Sau khi cô ấy hát xong thì không có một công ty nào dám mời có cô ấy hát, bởi vì những giọng ca như thế này có thể được là sao tháng năm. Giọng ca của cô ấy có thể khiến được tất cả những người đã từng nghe cô ấy biểu diễn có thể là ngất xỉu tại chỗ vì giọng ca quá tuyệt vời. Vâng, một giọng ca khi lên sân khấu tâm thành đến nhà hàng đổ nát, thật là khủng khiếp. Một giọng ca khiến cho bao nhiêu con tim đang thất tình sau khi nghe xong có thể nhảy đầu luôn tại chỗ. Có con người đâu ai thay đổi được hết tính cách, ký ức nào đẹp hơn người đôi ta bắt đầu. Oh yeah. Có đớn đau nào buồn hơn xa nhau. Xa nhau nào em ơi, đôi chân sau tuôn trào. Có đến đây nào em mình qua mau, qua mau. Người đàn ông đang đi bên em là người như thế nào? Thằng đó nó lấy chồng rồi. Và người ta không yêu hơn em, anh biết phải làm sao? Nghe thằng muốn khóc quá. Nếu muốn ngay người ấy vội vàng, Mì ơi, TikTok anh lại càng như hả cao sang. Nếu sau đây con xa thì vội vàng, em vẫn cho anh cháu một mai. Ta biết rồi. Anh hơn người ấy đã thật nhiều. Kệ cha thằng đó đi mày ơi. Em hỏi lòng anh có bao nhiêu? Trái tim em giờ đã quên luôn chiều. Mì ơi, TikTok nhắn tin ta là Mì ơi. Xin đừng quên ta đã từng yêu. Yêu thì yêu cái mẹ nó đi. Trời ơi, qua rồi thôi, để tao bán hàng. Mì ơi, TikTok nhắn tin ra còn 13 phút nữa, 22 giờ là không bán cho sập mẹ ra bây giờ. Mày hít lá đu đủ thì sau đây. Mày hít lá đu đủ thì mày cũng để ra bán hàng nữa chứ Mì ơi. Lá đu đủ nãy giờ phát huy kiếm mấy rồi. Ngay người em yêu vội vàng, em đang cần những thứ cao sang. Nếu sau đây có giá đi mọi màng, em vẫn cho anh tóm mòn mai. Biết em hơn người ấy đã thật nhiều. Em hỏi lòng anh có bao nhiêu? Trái tim em giờ đã quên luôn chiều. Xin đừng quên ta đã từng yêu. Xin đừng quên ta đã từng yêu. Ta đã từng yêu. Nói gì vậy? Chốt ra chưa? Trời má, em ngủ một giấc luôn á má ơi. Ôi thành viên. Thành viên thứ năm thật tuyệt vời. Gì má khô quà, chưa chốt đâu bao nhiêu cái khô quà. Đây một. Dạ đó, ổng cho đó.